Thưa quý bà, thưa quý ông, chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời gièm pha của phái đạo đức cổ lộc. Và lại tiến theo luật tiến hóa chung của xã hội, giữa buổi canh tân này, cái gì bảo thủ thì bị đào thải đi. Và hở nửa là ngây thơ.